Sợi quả ngon nhé. Ngon không? Ê, ngon. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Bà sao à? Tham không? Mình cứ bông. Ai? Ngon. Vito. Ngon lắm. Ngon lắm. Em mê lo để toa mùi liệt của gì nhá? Hả? Ngon. Aqui vem da mita, não igual a Angola nada. Aqui cozinha vem da mita, muito bom. Ui. Giờ mình sẽ hỏi anh là anh đại của anh Paulo, Đông Paulo. Mateo. Sim, sim. Tá bom? Cozinha tá bom? É, aqui muito bom. Muito bom. Bom, né? Muito bom. Bom, Hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên Joshua. Ok, hello chào các bạn, tôi mình Victory. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi. Thì ngày hôm nay mình đến công trình và nói chung là cả 4 nhà thì phần thô đã xong hết rồi. Hôm nay mình có một ý tưởng đấy là sẽ tự tay vào bếp và nấu cơm để cho các anh thợ ăn. Bồi dưỡng cho anh em thợ xây ở công trình. Coi như là để động viên các anh đã làm, nói chung là đạt tiến độ rất là nhanh, rất là ok rồi. Xong 4 phần thôi hết rồi, bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem cả 4 cái nhà. Đây là căn thứ nhất này. Căn này thì đã xây từ lâu rồi. Đây là ở dưới này là căn thứ tư này. Căn thứ tư thì cũng xong hết rồi, đổ cột hết rồi. Có hết rồi, còn cái dầm bo ở trên kia nữa thôi. Dầm bo này xây thu hồi hai đầu là ok này. Căn thứ ba này thì căn thứ ba này cũng xong luôn rồi này. Căn thứ ba xong rồi. Còn căn này là căn thứ hai. Căn thứ hai thì tất mọi người biết là căn này thì đã cũng xây rất là lâu rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào trong căn này, vào trong căn thứ tư này. Đây, bây giờ hiện tại mình đang ở phòng khách, ở trong phòng khách của căn thứ tư nha các bạn. Xong hết rồi. Cột kia là đã đổ xong hết rồi, xong xuôi hết rồi. Căn thứ tư này bây giờ chỉ còn thiếu mỗi đất san nền thôi. Còn mỗi đất san nền nữa là xong nhé mọi người. Đấy, chỗ nền kia rèn móng kia là rất sâu này. Móng bên phòng bên của sau này của các con ngủ đây thế này. Đấy, còn rất là sâu luôn này. Mọi người nhìn rất là sâu luôn, 8-90 phân đất nữa, nói chung là mất tương đối nhiều đất nữa. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài và sẽ làm công tác chuẩn bị nấu ăn buổi tối cho anh em luôn. Ok nha các bạn, bây giờ là hôm nay mình sẽ nấu món cơm và gà xào xả ớt cho đội thợ xây ở công trình ăn. Hôm nay thì mình thì mình không phải chuyên gia ẩm thực giống như là anh Đông và anh Hùng. Đấy, nên là mình sẽ cố gắng làm những cái gì mình có thể. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Đây là có hai con gà này. Đấy. Đây là có sả này. Rồi đĩa này để lát nữa là chia lấy cơm cho các anh em ăn. Mình có chuẩn bị luôn cả nước ngọt này. Có dầu ăn này, mắm, muối, bột canh, mì chính gọi là đầy đủ hết. Thì bây giờ mình và anh Victor sẽ đi chuẩn bị bếp, đóng củi bếp và để bắt đầu tiến hành nấu ăn luôn cho cả cho anh các anh em ăn buổi tối luôn. Đi thôi. Keru. Ok nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nhóm bếp
để nấu cơm và rang gà luôn. Ok nha các bạn. Bây giờ chờ thời gian củi nó cháy cho đỏ rửa lên. Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình ướp gà trước này. Mình sẽ cho đầy đủ hết mắm muối bột canh mì chính. Nói chung là ở nhà mình nấu ăn như thế nào thì ra đây mình cũng sẽ nấu y chỉ như thế. Sao bên nấu cơm không? Sao bị có gì nha Arosh? Yes sir. Ai ye? Yeah. And that's fine. Yes sir. Yeah. Ok nha các bạn. Bây giờ than và củi thì cũng đã cháy. Nói chung là ok rồi. Bàn xoa thì cũng chuẩn bị xong cơm rồi. Bây giờ mình sẽ giao trách nhiệm cho bàn xoa sẽ đi nấu cơm. Còn mình sẽ làm, mình sẽ đi rang gà. Bàn xoa cho lên nấu đi. Các bạn biết là do điều kiện ở công trình còn thiếu thốn nên là tất cả nguyên liệu mình đều phải làm sạch và chuẩn bị từ nhà hết rồi. Nên đến đây là anh em mình sẽ nhỏ nhóm bếp củi để nấu. Oi Metri. Oi Gi. Ok. Tudo casa já acabado de levantar, não levanta mais nada. Eu que hoje que fica cozinheiro, tá vendo? Que cozinhar para tudo fosse comer. Ok nha các bạn. Bây giờ gà mình cũng ướp được khoảng 30 phút rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là nấu luôn. Nấu luôn cho các anh luôn bởi vì cơm bây giờ cũng sắp sôi rồi. Bây giờ mình sẽ đi rang gà luôn. Sabe cozinhar? Não sabe? Senta aqui e aprende. Ok.
Hôm nay mình sẽ dạy cho anh Victor làm món, nấu món gà xào xả ớt luôn. Để sau này anh sẽ tự nấu và tự ăn. Bởi vì xả bên này thì có rất nhiều, và gà ở trên bản của nhà các anh đấy thì mỗi nhà sẽ có vài con gà, chứ không phải là nhà cũng không có. Nên là anh sau này anh thích ăn thì anh sẽ tự nấu. Ok nha các bạn. Và bây giờ mình nấu gà gần chín rồi. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? À, thơm thì thôi rồi. Mình bây giờ cảm thấy đói bụng rồi. Thực ra cái này là phải rang nó hơi khô khô một chút thì mới ngon. Đấy, nhưng mà mình muốn cho thêm một ít nước vào để lát nữa khi mà mình sẽ chia ra cho tất cả mọi người cùng ăn ấy, thì em thấy một ít nước để trộn lên cơm cho các anh ăn khỏi khô. Em bắt buộc mình nên mà mình mới cho thêm một ít nước vào. Đây bây giờ là cơm này, mình cơm cũng gần chín rồi nha các bạn. Sau một tí nữa là chín rồi, mình sẽ chia ra từng đĩa một cho các anh thợ ăn luôn. Bây giờ các anh đang đổ nốt cái cột kia nữa, xong rồi lát nữa mình sẽ bảo tất cả mọi người rửa chân tay. Hôm nay anh nghỉ sớm, mình sẽ ăn cùng với anh em luôn. Ok nha các bạn. Bây giờ tất cả mọi thứ mình nấu chín hết rồi, mà các anh thợ cũng đổ cột xong rồi. Các anh mình đã bảo nói các anh đi rửa giấy chân tay sạch sẽ rồi. Bây giờ mình sẽ bê ra bàn này và sẽ chia từng đĩa một cho các anh, để các anh thợ bắt đầu ăn luôn. Đi thôi. Ajuda arroz. Ok. Ngon nhé. Ngon không? Ê, ngon. Được rồi.
Tuyệt vời. Ok nha các bạn. Bây giờ mình đã chia thức ăn xong hết đây rồi. Vẫn còn gà và vẫn còn cơm ở trong nồi luôn. Thì nữa anh thợ nào mà ăn hết rồi thì sẽ mình sẽ lấy tiếp cho. Bắt đi xem ta, bắt đi tu đu mundo, bắt đi xem ta come. Dai culia, vito da. Do điều kiện là công trình không được như ở nhà thế nên là anh em mình chỉ tận dụng thôi, lấy luôn gạch để làm bàn làm ghế ăn luôn. Victor ngồi ăn luôn đi. Bớt đi cô mẹ. Không mời các bạn à? Mời các bạn. Bà sao à? Tao mô? Mình cứ bông. Ai. Ngon. Đi to. Ngon quá. Ngon lắm. Em mê lời để to mùi liếc của gì nhá? Hả? Mình mời lì. Aqui vem da mita, não é igual a Angola nada. Aqui a cozinha vem da mita, muito bom. Ui. Giờ mình sẽ hỏi anh này là anh đại của anh Paulo, Đông Paulo. Mateo. Sim, sim. Tá bom? Cozinha tá bom? É, aqui muito bom. Muito bom. Ngon, ngon. À, mình có cả Trần Minh có chuẩn bị cả gas cả nước ngọt cho cái này. Đầu tư cả đá lạnh luôn này. Đấy, đầu tư nguyên cả một cục đá lạnh luôn và nước ngọt của các anh đang ngâm đây. Lát nữa khi các anh ăn xong là mỗi người sẽ được một chai nước ngọt như này. Bây giờ để xuống dưới đây cho nó lạnh đã. Với cả anh em thợ xây luôn chứ nhìn các anh ăn mình thấy đói bụng phải ăn. Mời các bạn nhá. Có bằng không? Thank you.
đơn vị ra đi được cùng tâm. Sau khoảng 15-20 phút thì nói chung là tất cả mọi người đều ăn hết rồi. Gọi là tất cả mọi người không còn gì cả. Bây giờ sẽ chuyển sang uống nước ngọt và ngồi chém chó. Thì thôi, video này mình cũng chỉ bắt được kết thúc và dừng lại tại đây. Thì các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì anh hãy cho mình một like, một chia sẻ video và đăng ký kênh Lee Philip Vlog Cuộc Sống Của Châu Phi để ủng hộ mình nha. Chào các bạn. Cá rô đấy. Ngon đấy.